Sau đây là kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 23 tháng 1 năm 2024. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6, 7. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2, 2, 0. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3509, 7876, 4278. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 3647. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 88045, 44940, 20360, 30515, 03379, 10328, 92860. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 93520, 37606. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 42184. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 95802. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 174338. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 174338.